Duyên 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 duyên. Hello các bạn nha. Bữa nay mời các bạn cùng mình khám phá những món đồ chơi của mình nữa nha. Các bạn này, bữa nay mình mới được một anh siêu nhân này các bạn này. Mình sẽ mở ra nhá. Wow, đây này các bạn này, có hai bộ phận luôn. Đó, đây là cái thanh gươm của anh siêu nhân này các bạn này. Đó, anh thanh gươm này để đi tiêu diệt người yêu của người yêu cũ đấy các bạn ạ. Đây này các bạn xem này. Anh này bị người yêu cắm sừng nhiều quá nên đã có hai cái sừng này. Đây là siêu nhân màu đỏ nha các bạn nhá. Này, mình sẽ lắp ráp cái tay này vào này. Đó, đây là thanh kiếm trừ người yêu nha các bạn nhá. Ô, rụng tay luôn. Wow. Rồi, mình sẽ cho anh lên đây. Nào, in xuống dốc nào các bạn ơi. Wow, xa chạy xa quá các bạn kìa. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là một chiếc xe tải đầu kéo này. In. Đó, chiếc xe này đang chở hàng đấy các bạn nhá. 1, 2, 3 món hàng. Bây giờ mình sẽ mở cái món hàng này nhá. Đó, để mình sẽ cùng mở ra xem nào. Wow, đây là xe gì đây ta? Ây chà, wow, các bạn này. Đây là một chiếc xe chó cứu hộ này các bạn này. Đó, đây là con chó Marshall nha các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Đẹp chưa các bạn này? Marshall có cái mũ này. Đây là xe cứu hỏa của Marshall đấy các bạn ạ. Nào, xuống dốc nào. Wow, rất là nhanh luôn nhá. Đấy, mình sẽ gom cái này vào thùng rác này. Rồi, sau đó mình sẽ xem tiếp. Ui, đây này các bạn này. Đây là một chiếc xe poly. Đó, để mình sẽ mở cái hộp này ra nhá. Rồi, ui xa. Mình sẽ lấy ra xem nào. Ui, wow. Các bạn ơi, ba món đồ chơi cơ. Ai xa đây này các bạn này. Đó, chiếc xe này thì có màu xanh dương này. Đây là đèn xe này các bạn nhá. Chị P là poly. Đó, Poliska. Nhìn. À, đen. Wow, tốc độ rất là nhanh luôn nha các bạn. Ở đây này, còn một cái hộp nữa thôi các bạn ơi, mình sẽ mở ra nhá. Đấy. À, đây này các bạn này, đằng trong cái hộp này là những cái xe của chó cứu hộ này. À, đây là một chó chassis nha các bạn nhá. Xe màu xanh dương này các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Wow, mới tinh luôn đấy các bạn ạ. Rin. Mình sẽ giật tóc nhá. Ui cha, con mèo này. Pip. Ui xa. Ui, bạn mèo đi đâu đây? Wow, các bạn ơi, rất là nhiều xe luôn này. Các bạn hãy từ từ cùng mình khám phá nhá. Đây là một chiếc xe tải đầu kéo nha các bạn nhá. Chiếc xe này thì có cái đầu kéo này. Đó, đây là phần móc nhá. Nào, xuống dốc nào các bạn ơi. Wow. Bây giờ mình sẽ xem tiếp nhá. Ai xả một chiếc xe trộn bê tông nhá. Chiếc xe này rất là quen thuộc rồi đúng không các bạn? Nhưng mà mình vẫn giới thiệu với các bạn lại nhá. Bồn trộn bê tông này. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ xoay cái cần này là nó sẽ đảo này. Đó, các bạn thấy không? Đây là bồn trộn màu vàng nhá. Tất cả xe đều là màu vàng hết và có 6 bánh xe. Nào, mình sẽ xem đằng này. À, đây là cái máng trộn nha các bạn nhá. Đây, bê tông sẽ chảy ra. Đó, các bạn thấy không? Mình đang đổ bê tông vào này. Sau đó mình đảo. Đó, mình đảo ngược là bê tông nó chảy xuống, mà đảo xuôi thì nó chảy ra này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, bê tông nó hoạt động đúng như thế này luôn đấy. Một chiếc xe người ta làm mô hình nhưng mà rất là giống thật luôn các bạn nhá. Xe trộn bê tông. Wow. Wow, các bạn ơi, rất là tuyệt vời luôn. À, rất là nhiều xe nhá. Các bạn ơi, mình đi ra đằng này. À, đây là một chiếc xe đầu kéo thôi nhá các bạn nhá. Đây là cái phần đầu kéo này các bạn. Đó, thì đằng sau này người ta có thể nối thêm những cái móc kéo hoặc là nối để kéo xe đằng sau các bạn ạ. Một chiếc xe tải đầu kéo màu vàng. Wow, đây này các bạn này. Trailer. Đấy, đây là hai cái ống xả rất là bự luôn, động cơ mạnh lắm ấy các bạn ạ. Win. Nào, mình sẽ cho xuống dốc thử nha. Đó, động cơ đấy. À, chúng ta sẽ cùng đi xem tiếp nào. Ây xa. Hey. Vroom. Một chiếc xe gì các bạn biết không? Xe cần cẩu các bạn nha. Đó, cái phần này này nâng lên này.
Đó, có thể rút ra đó, các bạn thấy không? Đó, rất là dễ thật luôn các bạn ạ. Đây này các bạn này, cái phần toa này mình xoay được này các bạn. Đó, rất là xịn sò nhá. Rồi, đây là khoang cabin lái này, khoang cabin lái máy cẩu này. Nào, yên, mình sẽ thả dốc nào. Các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Wow, ui xà. Về thứ nhì luôn các bạn ạ. Để mình xem tiếp nào. Wow, đây là có hai chiếc xe cứu hỏa này. Đây, xe này là vòi phun nước này các bạn này. Rất là xịn sò nhá các bạn nhá. Đó, xoay tròn được luôn. Đằng sau này là bồn chứa nước nhá. Đấy, đây là cái số điện thoại chúng ta có thể liên lạc này các bạn này. 119. Đấy, chiếc xe này cũng thế này các bạn này. Xe cứu hỏa thang nhá các bạn. Ôi, có cái thang này rút ra nữa này. Rất là cao luôn đấy các bạn ạ. Đó, các bạn thấy không? Rất là cao nhá, và xoay tròn được luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Hai chiếc xe cứu hỏa nhá. Được rồi, mình sẽ cho trượt dốc nào. Rên. Wow, đây là một chiếc xe vòi phun nước nha. Rên. Wow, tuyệt vời quá các bạn ơi. Đây các bạn này. Ôi, đây là những chiếc xe buýt nha các bạn nha. Đặc biệt là chiếc xe buýt này là có ở trên phim hoạt hình đấy các bạn ạ. Những thế giới xe buýt nha các bạn nha. Đây là xe buýt Taiyo này các bạn này. Đây, xe buýt Lani nha. Xe buýt, đây là Buba này các bạn ơi. Nào, mình sẽ cho bạn Buba này đi xuống dốc nha. Yên, mình đi chở học sinh nha. Wow, yên, đi đón học sinh thôi các bạn ơi. Xe buýt trường học đây. À, mình sẽ cho hai bạn này xuống nha. Yên. Wow, rất là tuyệt vời luôn này các bạn này. À, nhiều xe đồ chơi chưa. Bây giờ mình sẽ đi ra đằng này để mình xem tiếp này các bạn này. Wow, đây nè các bạn nha, chiếc xe máy xúc này các bạn này. Đó, máy xúc này thì là bằng bánh xích nha các bạn. Đấy, xe công trình nên là có chữ chất này. Đấy, xoay toa này. Wow, các bạn có thấy bác ai đây không? Bác tài xế đấy các bạn nhé. Đấy, mình sẽ xúc cát thử cho bạn xem này. Đó, sau đó mình sẽ đổ lên xe ben này. Đấy, các bạn thấy không? Xúc cát này, đổ lên xe ben đấy. Đấy, chiếc máy xúc màu cam nha các bạn nha. À, rồi và ở đây này các bạn này, đây là một chiếc xe tải ben đấy các bạn ạ. Đó, mình đổ ben này. Đó, các bạn thấy không? Chiếc xe này là có màu vàng và màu xám này. Đấy, sẽ cát trên ben thùng này. Đó, đây giờ xong rồi mình sẽ đổ ben nhá. Rất là xịn sò luôn các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ cho hai bạn xe này thả dốc nha. Dưng. Wow, xe ben nha. Wow, ui xa. Ôi, đây là máy xúc nha các bạn ơi. Nào, let's go nào. Wow, mèo mi làm gì đây? Các bạn ơi, bạn mèo này đang định gặm xe này. Mèo có ăn phải là chó đâu mà gặm. Đây các bạn này, đây là một chiếc xe cần cẩu các bạn ạ. Đây, cái cần cẩu này là có cái trục này này. Đây là cái móc để cẩu này từ dưới đất lên các bạn ạ. Đấy, đây là cũng là khoang cabin điều khiển này, đằng sau là động cơ nha các bạn. Đây là phần bánh xích này các bạn ơi. Rất là đẹp luôn, người ta làm giống thật luôn. Mình sẽ xoay cho các bạn xem nhá. Đầu tiên là mình sẽ hạ cần xuống này. Đó, các bạn thấy không? Đây mình sẽ nâng cần lên nhá. Đây, nâng lên này. Nâng thẳng đứng luôn này. Đó, mình sẽ thả móc xuống này. Đấy, các bạn thả móc nhá. Lên móc này. Hi, móc con mèo. Ôi, mình sẽ để sang bên này nhá. Một chiếc xe cần cẩu rất là đẹp luôn. Đây này, ui. Các bạn ơi, đây có một chiếc xe rất là mới luôn này. À, đây này các bạn này, người ta ghi ở đây này. Đây là một chiếc xe bồn. Có thể chở xăng, chở sữa này. Đó, nhưng mà chiếc xe bồn này thì là chở xăng các bạn nhá. Đấy, Petrochắc. À, rất là đẹp luôn. Nào, ui xa. Tuyệt quá các bạn ơi. Đấy, đây này các bạn này. Xe này là xe trong Crack and Zombie ấy các bạn nhá. Đây nữa này. À, hai chiếc luôn nha các bạn ơi. Đấy, hai chiếc xe bắn hoa quả các bạn ạ. Đây mình sẽ cho các bạn theo này. Học vào này. Đấy. Đó, cái này là hơi yếu. Đó, các bạn thấy bắn chưa? Rất là xịn sò luôn. Đây, bây giờ mình sẽ lắp vào này. Quá. Ôi. Yin. Mình sẽ đi thi nha.
Lisa, Monterka, let's go nào. Wow, ui, các bạn ơi, quả cua đẹp chưa? Wow, đây này các bạn này, xe buýt Nani này. Ui, nào, mình sẽ xem tiếp xe này các bạn này. Wow, đây các bạn ơi, đây các bạn này. Nhìn, 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 máy bay trực thăng nha các bạn. Này, Super Wing, let's go. Wow. Nào, rin, rin, rin. Pi, pi, pi. Một chiếc xe trộn bê tông nữa nha các bạn ơi. Bơ cát. Đấy đúng rồi, mình sẽ đổ cát vào đây các bạn này. Đó, đảo bê tông nhá. Poly trộn bê tông này các bạn này. Wow, let's go nào. Ai mình sẽ đè lên xe kia này. Wow. Các bạn này. Đó, chiếc xe này thì có 1, 2, 3, 4 bác tài xế các bạn thấy không? Bơ cát mạnh. Đổ xăng đấy các bạn ạ. Rồi, đây là một chiếc xe máy xúc nha các bạn ơi. Ừ, đây là cái lỗ đổ xăng các bạn ạ. Rồi, ok, let's go nào. Wow. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mang đồ chơi về nhá. Bye bye các bạn.